Xin chào các bạn đang theo dõi Vì Sao Thế, kênh chia sẻ những kiến thức thú vị, giải đáp những câu hỏi vì sao liên quan tới cuộc sống muôn màu của chúng ta. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đang sống trong những tháng đầu tiên của năm 2022 rồi. Trong khi các bạn sinh năm 2002 đã bước sang tuổi 20, thì những người sinh năm 92 đã chạm ngưỡng 30, còn những người sinh năm 1982 thì đã chính thức gia nhập U40. Nếu như tuổi tác là áp lực đối với bạn thì xin cho bạn một gợi ý, đó là bạn hãy đến với đất nước Ethiopia, nơi được mệnh danh là trái tim của châu Phi, bởi nơi đây bạn sẽ trẻ hơn 7-8 tuổi. Vậy thì liệu có phải là người Ethiopia có phương pháp để cải lão hoàn đồng hay là môi trường sống ở nơi đây có thể giúp cho cơ thể của chúng ta trẻ hóa hay không? Câu trả lời là không. Việc chúng ta trẻ hơn 8 tuổi là do khi mà thế giới đã đón năm 2022 rồi thì ở Ethiopia vẫn là năm 2014. Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu lời giải đáp ngay bây giờ. Các bạn thân mến, khác với phần còn lại của thế giới, người dân Ethiopia sử dụng riêng một bộ lịch khác hoàn toàn với lịch dương. Thay vì một năm chia làm 12 tháng với 365 ngày hoặc 366 ngày, thì lịch Ethiopia được chia tới 13 tháng. Trong đó, mỗi tháng có 30 ngày. Tháng thứ 13 thì có tên là Pagume, chỉ có 5 ngày vào năm thường và 6 ngày vào năm nhuận. Một điều nữa mà chúng ta cần chú ý đó là, mặc dù lịch của Ethiopia với lịch dương đều có điểm chung, đó là lấy ngày Chúa Giê-xu giáng thế làm điểm bắt đầu của thời gian. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở chỗ, hai bộ lịch lại có sự tính toán ngày sinh của Chúa theo những cách khác nhau. Đối với lịch dương, người ta cho rằng Chúa được sinh ra vào năm thứ nhất công nguyên. Còn đối với người Ethiopia, họ tin rằng ngày sinh của Chúa là vào năm thứ 7 trước công nguyên. Điều này đã dẫn đến sự khác biệt về cách thức tính toán thời gian giữa hai loại lịch này. Cụ thể là lịch của Ethiopia luôn chậm hơn so với lịch của chúng ta từ 7-8 năm. Đó là lý do tại sao khi mà chúng ta đã bước sang năm 2022 rồi, nhưng ở đất nước này vẫn chỉ dừng lại ở năm 2014. Các bạn thân mến, mặc dù Ethiopia sử dụng một hệ thống lịch riêng khác với đa số quốc gia trên thế giới, nhưng sự khác biệt này lại không đem lại quá nhiều phiền toái cho khách du lịch, bởi hầu hết người dân nước này đều biết tới ngày dương lịch, thậm chí còn sử dụng cả hai loại lịch trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu như bạn muốn trải nghiệm du lịch ở quốc gia đặc biệt này, bạn có thể ghé thăm vào khoảng tháng 9 để có thể cảm nhận không khí lễ hội của nơi đây. Người dân Ethiopia chọn ngày 11 tháng 9 hoặc là ngày 12 tháng 9 để tổ chức lễ Enkutatas ăn mừng năm mới, tùy vào năm thường hay là năm nhuận. Trong tiếng bản địa, Enkutatas mang ý nghĩa đó là món quà trang sức. Truyền thuyết kể rằng, khoảng 3.000 năm trước, vua Solomon của Jerusalem đã tặng trang sức cho nữ hoàng xứ Sheba khi bà tới thăm đất nước này. Vị nữ hoàng đã mang món quà về Ethiopia vào đúng dịp năm mới tháng 9, bởi vậy cái tên Enkutatas gắn liền với dịp lễ quan trọng này. Cũng có nhiều lý do khác để người dân Ethiopia chọn tháng 9 là tháng bắt đầu của năm mới. Thứ nhất là do vào tháng này, số giờ ban ngày và giờ ban đêm ở mọi nơi trên thế giới đều bằng nhau, nó được xem là phù hợp cho một sự khởi đầu. Lý do thứ hai bắt nguồn từ Kinh Thánh, trong đó có nhắc tới việc thiên đàng và trái đất được hình thành vào tháng 9. Ngoài ra, tháng 9 cũng là thời điểm dễ chịu nhất trong năm tại quốc gia này, đó là lúc cây cỏ đua nhau trổ hoa lá, thời tiết dễ chịu hơn các mùa khác trong năm. Năm mới được tổ chức ở Ethiopia với những lời cầu nguyện, lửa trại, hoa, bài hát, điệu nhảy, quà tặng và thực phẩm truyền thống. Đàn ông nơi đây đốt lửa để tránh xui xẻo và cầu vận may trong năm mới, còn phụ nữ thì mặc trang phục truyền thống và đeo hoa cúc màu vàng. Sáng sớm, các gia đình tới nhà thờ, sau đó tập trung ăn bữa ăn truyền thống gồm có bánh mì và món hầm. Ở thành phố, lễ kỷ niệm năm mới hiện đại hơn khi mọi người trao nhau quà tặng và thiệp chúc mừng ngoài tiệc tùng.
Các bạn thân mến, nhắc tới Ethiopia là nhắc tới một đất nước xinh đẹp được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống động vật hoang dã và cây xanh tuyệt vời. Đây cũng là đất nước chưa một lần bị đô hộ nên bản sắc văn hóa dân tộc không hề bị mai một. Hầu hết mọi người chỉ biết Ethiopia là một quốc gia đẹp nhất ở châu Phi, nhưng vẫn còn nhiều điều thú vị khác về quốc gia này mà không phải ai cũng biết. Và những điều thú vị đó là gì? Hãy cùng Vì Sao Thế khám phá ngay sau đây! Thứ nhất, Ethiopia tuân theo hệ thống đồng hồ chỉ có 12 giờ. Trong khi hầu hết những quốc gia trên thế giới tính một ngày mới được bắt đầu từ lúc nửa đêm, tức là 0 giờ, thì người Ethiopia lại bắt đầu ngày mới vào lúc bình minh. Vì thế, khi mà thế giới đang ở 7 giờ sáng, thì quốc gia châu Phi này sẽ là 1 giờ sáng theo giờ ban ngày. Theo đó, lúc 12 giờ trưa trên thế giới sẽ là 6 giờ ban ngày ở Ethiopia. Bất chấp các quy định về tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống thời gian này vẫn tồn tại cho tới ngày nay. Điều thú vị thứ hai, Ethiopia là cái nôi của loài người. Vào năm 1974, nhà khảo cổ học Donald Johanson đã tìm thấy một bộ xương có niên đại tới 3,2 triệu năm tuổi tại thung lũng Awas, phía bắc của Ethiopia. Bước đầu, các nhà khoa học khẳng định đây là tổ tiên của loài người. Vào năm 2008, một nhóm các nhà cổ sinh vật học cho biết những hóa thạch 4 triệu năm tuổi đã được tìm thấy ở sa mạc Ethiopia. Những hài cốt được tìm thấy ở vùng Afa, phía đông bắc của Ethiopia, thuộc về những họ người Australopithecus, vốn được cho là tổ tiên của loài người. Nhờ kết quả này, tạp chí Nature đã vinh danh Ethiopia là cái nôi của loài người. Đây cũng được coi là nơi duy nhất trên thế giới mà ba giai đoạn tiến hóa của loài người đều được tìm thấy và có tư liệu chứng minh. Điều thú vị thứ ba ở Ethiopia là cà phê được phát hiện lần đầu tiên ở đất nước này. Có một câu nói rất nổi tiếng ở Ethiopia đó là Puna da Ponau. Câu nói này có nghĩa là cà phê là bánh mì của chúng tôi. Điều này chứng tỏ rằng cà phê quan trọng như thế nào đối với người Ethiopia. Có nhiều thông tin cho rằng Ethiopia có thể là nơi sản sinh ra cà phê. Đất nước này có một truyền thuyết phổ biến gắn liền với thông tin này. Truyền thuyết đó như sau. Vào một ngày bình thường, người chăn dê có tên là Candy nhận thấy một con dê trong đàn có những biểu hiện lạ, giống như nó đang cực kỳ phấn khích. Con dê này đã liên tục nhảy lên bằng hai chân sau trong suốt cả đêm. Sau đó thì Candy đã nhận ra rằng con dê đã ăn một loại quả mọng màu đỏ ở một bụi cây nhỏ. Vì tò mò, anh đã ăn thử và cảm thấy ngạc nhiên khi nó khiến anh tràn đầy năng lượng. Sau đó thì anh đã đưa loại quả này đến một tu viện gần đó. Ban đầu, các thầy tu còn hoài nghi về loại quả này, nhưng sau khi họ thử dùng hạt của chúng với nước nóng, họ đã cảm thấy rất thú vị về loại quả này và đó chính là cà phê. Trên thực tế, không có bằng chứng xác thực nào về truyền thuyết này, nhưng nó trùng khớp với thời điểm cà phê bắt đầu được trồng ở Ethiopia. Điều thứ tư, người Ethiopia không có họ. Quy ước đặt tên phổ biến trên toàn thế giới quy định, tên riêng của một người sẽ đứng trước hoặc đứng sau họ của cha hoặc mẹ, tùy theo nền văn hóa. Thế nhưng ở Ethiopia, quy tắc đặt tên sẽ có đôi chút khác biệt. Tên của người dân sẽ bao gồm tên riêng, sau đó là tên của cha. Đôi khi cũng có thể lấy tên của ông nội hoặc bất kỳ một tiền nhân nào là nam giới trong dòng tộc của họ để đưa vào tên. Điều thứ năm, người Ethiopia rất hiếu khách. Người Ethiopia tin rằng việc khách đến thăm nhà đồng nghĩa với mang những điều tốt lành mà đất trời ban tặng. Họ sẽ luôn dành sự đối đãi nồng nhiệt nhất với bất cứ ai tới thăm. Và nếu như có vị khách nào từ chối đồ ăn hay là không hào hứng với những món đồ, chủ nhà sẽ lo sợ và mặc cảm rằng khách mời không ưa thích đồ ăn của họ. Điều thứ 6, Ethiopia nằm trong top 5 những quốc gia tiêu thụ ít calo nhất trên thế giới. Trong số 172 quốc gia, Ethiopia chiếm vị trí thứ 167 về mức tiêu thụ calo. Người Ethiopia trung bình tiêu thụ 1.950 calo mỗi ngày, còn thấp hơn lượng calo tiêu thụ tối thiểu mỗi ngày theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới là 2.200 calo.
đối với nhiều cộng đồng người ở Ethiopia, tồn tại hàng ngày là một điều hết sức khó khăn vì họ thường xuyên phải nhịn đói nhiều ngày vì không kiếm được cái ăn. Theo một nghiên cứu năm 2008, 16% dân số Ethiopia kiếm được ít hơn 1 đô la mỗi ngày, chỉ có 65% hộ gia đình nông thôn kiếm đủ tiền để có thể đáp ứng lượng thức ăn tối thiểu hàng ngày là 2.200 calo. Điều thứ 7, con người và linh cẩu có thể cùng nhau chung sống hòa thuận. Cảnh tượng phổ biến ở thành phố Harare, Ethiopia, đó là những con linh cẩu lang thang trên đường phố để tìm kiếm thức ăn. Ở đây, linh cẩu không làm hại con người và ngược lại, con người lại không hề sợ loại động vật ăn thịt này. Những con linh cẩu sống trong các hang động ngay bên ngoài thành phố và bất cứ khi nào chúng cần thức ăn, chúng sẽ tìm kiếm trong thành phố. Kể từ thế kỷ thứ 16, người dân đã dâng thức ăn cho linh cẩu để đánh dấu sự ra đời của nhà tiên tri Mohammed. Họ tin rằng nếu linh cẩu chấp nhận thức ăn thì thời cơ tốt sẽ đến và ngược lại. Điều thứ 8, Ethiopia là nơi có hồ nước mặn nhất trên thế giới. Có thể nhiều người vẫn nghĩ rằng biển chết là nơi chứa nhiều nước mặn nhất trên thế giới. Thế nhưng vẫn có một hồ nước mặn nhiều hơn so với biển chết. Trên thực tế, biển chết đứng vị trí thứ 7 trong danh sách với nồng độ muối là 34%. Vùng nước chiếm vị trí quán quân đó là ao Aes Ale nằm ở Afa của Ethiopia. Nó được hình thành vào năm 2005 sau một trận động đất. Nước trong ao này có nồng độ muối lên tới 43,3%. Các bạn thân mến, hy vọng rằng những thông tin vừa rồi đã giúp các bạn hiểu hơn về Ethiopia, trái tim của châu Phi. Rất nhiều những kiến thức thú vị khác sẽ được chúng mình tổng hợp trong những số phát sóng sau. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.